con gà nó ấp bên kia các bạn, nó nằm ấp nó. Giờ mình ra bắt nó các bạn. Ra có nó nở chưa mình bắt nha các bạn. Bữa đây 4-5 ngày rồi các bạn ơi. Để bên này mưa gió nó mình canh hoài các bạn. Nó nở lò bắt nó vô để không biết là để nó lớn lên cái con lớn lên dắt con đi tùm lum các bạn. Nè các bạn ơi, cô gà nào ấp rồi bạn, 4-5 bữa trước nó ấp nè các bạn. Nó nở ra tự nhiên nó bắt hay nó 11 trứng nhưng mà còn 2 trứng thúi nữa các bạn. Rồi không biết đâu mà mình bắt được cái 6 con các bạn, bắt luôn gà mái luôn các bạn, mình nhốt rồi. Còn 2 trứng thúi nữa các bạn. Không biết lúc mà chụp con gà mái đó, là gà con nó có chạy tán lạng ở đâu không bác, mà bắt được cái 6 con các bạn. Để mình ngồi mình coi coi, để coi nó có kêu đâu không các bạn. Mình đem gà mái với 6 gà con mình nhốt trong rồi các bạn. Không biết để coi coi, mình để coi coi nó có còn kêu đâu không. Sợ nó chạy tán lạng này. Nếu mà trứng thúi trứng ung thì nó có phải nằm đó chứ bạn. Còn 2 trứng nè, tức là nó phải nở 9 con mới được. Mắc luôn 2, nở 6 con thì 2 con, 2 trứng thú này mới có 8, còn 3 trứng nữa các bạn. Không biết cái nở ở đâu rồi mới coi. Để mình ngồi nghe, nghe nó kêu đâu không các bạn. Bắt nó vô luôn. Để sót nó mưa xuống nó chết các bạn. Nè các bạn ơi, 3-4 ngày mình ra nó nở các bạn. Nó bao quầy cái lùm đó các bạn, 11 trứng. Nhưng mà nở có 6 con các bạn ơi. Mình nhốt lại luôn đó các bạn. Nở có 6 con các bạn. Rồi mái nhát luôn các bạn.